Kêu thì phải kêu có ly đá. combo cũng Không thì không đủ đam. Là anh em đánh bằng Samira. Nhặt găng nãy giờ hên nhặt găng. Mất luôn. Hay quá. Hay quá anh em ơi. Nhà giọt nước cũng ok em nhá. Rồi có cốc thì ghép cốc sớm cũng khỏe, cốc đánh được nhiều bộ anh em ạ. Đâu vào đây. Đâu tớ 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 vẽ đồ nó. Thề với anh em tôi kiểu bị làm sao với cái bộ này á. Các bạn con này ngon quá anh em ạ, con này tí thần tài cũng được. Phải lấy thôi. Kiểu kiểu mình đang bị làm sao, mình đang có kiểu có duyên với con đấu sĩ này sao 3 trận rồi, ra 3 hay 4 trận rồi nhở. Đầu kia mà ra con đấu sĩ kia bạn. Quen quen kiểu gì, quen 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 thuộc kiểu gì ấy. Ba một trận rồi đấy. À đâu, từ trận để mình xem nào, từ cái trận mình 6 đấu sĩ à, 3 trận đây, 3 trận, 3 trận. Không, mình ghép cốc cơ nhưng mà ra đấu sĩ lại không ghép cốc rồi anh em ơi. Sao bạn lại ra tinh anh đấu sĩ rồi? Bạn ấy tôi không hiểu kiểu gì bạn ạ. Vừa đi gấp quần áo cái quay lại nó đấu sĩ rồi. Bây giờ tôi làm nào? Đánh đi. Bạn bảo tớ làm nào? Đi. Cậu thế. Đấm cái nó vi ơi. Ui, con vi đấm đần thế. Anh đã tốt trận nào đâu? Có một trận top 6 luôn đấy bạn ơi. Không ý là đánh ở đấu sĩ, đấy đánh đấu sĩ out top. À, anh em nói tầm tôi hơi ngáo đấy, từ từ nhá. Cốc tầm này cũng không thắng được. Ủa trời, ông mày đóng luôn cái gì khổng lồ ạ? Đúng là biết chuyện tử anh em ạ, biết chuyện tử ấy. Làm luôn cái gì khổng lồ cho nó chắc cái cốp. Mình tự bảo anh em, mình chính mình bảo anh em là diệt ngon đấy.
Chứ mình hại chết mình thôi anh em ạ. Ai hại đâu. Đồ thứ hai ngon rồi, thua một con vẫn mình vẫn là được đồ anh em. Sáu đồ ship mình sợ vẫn thua, ấy, tại vì là ta ghép diệt sớm quá, diệt counter nặng lắm. Hello Minh Hào nhá, hello em nhá. Ngon thế nhở? À hôm nay cái giáp lửa anh em. Rồng đi. Tớ cứ xin nó. Diệt hai kiếm luôn mà. Chắc cũng thế. Con Savanna đi nhở. Mình cũng không có thần tài nào á. Tiền thần tài luôn này bạn này. Bạn nghĩ con này có ngon không? Ngon. Tầm này con này ngon 3 tiền hay sao? Không gọi ngon không thôi. Chịu đấy. Cầm được đồ luôn nhở? Đập lửa kiếm súng luôn. Tài xạ thủ linh hồn, 2 xạ 4 linh hồn hay 4 xạ? 2 xạ 4 linh hồn em ơi, không cần 4 xạ đâu. Tìm lại top 1 chưa? Đâu, vừa ăn trận top 4. Ăn trận top 4, top 4 là lên điểm ăn cái gì bạn? Ừ, thì tí ăn mà trận đấy là ăn là cái bài đấy thua hết mà. Thì thằng kia ít máu hơn thì nó top 5 thôi. Cái level 1, 5, 6 chấm thì level 7 thì bạn nghĩ là đang 6.1 thì ăn được ai nữa. Nhưng mà King Z3 cầm dịch khổng lồ. Sen 2, nói chung là full 2 hết nhưng mà cái level 1 cầm 3 độ cũng chuẩn. Nhưng mà sang đến tầm 6 chấm rồi thì tôi nghĩ là kiểu gặp rồi. Đây là cái thằng top 5 nó bị lọt nhiều hơn. Thế tiêu dãy ở đấy cũng hay. À, nó zone không ra được thôi, nó eco được đến 5 chấm nó lên được King Z3. Đồ trả cái tơn 5 chấm cũng đẹp. Kép được kháng ứng ok. Anh kia là đồ chuẩn của con Na Sát là cái đồ gì đấy? Giáp gai vút rồng với thiết phép. Khó nhờ. Nhiều thằng kêu lắm bạn ạ.
Bạn có nghĩ là cứ đại bác với Sori không? Tôi nghĩ là đóng Sori thôi, đại bác thì thôi đi, vứt một cái cung lẻ thôi cũng được. Ok. Đóng hết thì tí mình lại phải ngồi dôn tranh ở chúng nó. Nhiều thằng đánh kêu quá. Chắc là mình sẽ cố gắng đánh rồng trận này á, tại vì chúng nó dép ấy nhiều nhưng mà. Nhưng team dép này đánh... nó cần giữ vị trí lắm đâu. Đánh rồng xong một tí nữa mình xoay sang đánh Olaf anh em ạ. Olaf kẹp chin với cả kẹp bọn tiên phong vào ăn được bài ấy đó. Không ghép đại bác đâu, đại bác không thua anh em ơi. Chắc là ghép vùng cung luôn á. Con Olaf anh em không nên bui đổi tanh cho nó đâu. Anh em đánh Olaf tình huống thế vì không ra kêu để đánh thôi, còn nếu mà con Olaf đổ chuẩn thì nghĩ thì đổ tanh nó là ngon nhất ạ. Vuốt rồng với cả một đồ đam, cả giáp gai và một đồ đam nữa, tại vì con Olaf nó có hệ đồ tể với cả hệ long tộc, hai hệ đấy là hệ buff full đam rồi, nó không cần đồ đam nữa mà nó cần sống được để gây sát thương á. Bây giờ ví dụ mà bui đại bác xong rồi hai kiếm với cả gì đấy cho nó đứng ở dưới gặp ta lông là chết luôn à. Olaf thì không nên bui đam mà nó. Tớ thích combo đó thì thần bàn tay ba tia. Ờ đủ đấy được, nhưng mà tớ thích thấy... tại vì nó sống lại thì cái trận tớ đánh được top cao Olaf thì là tớ bui được cái vuốt rồng của nó. À, cái ma vũ, vuốt rồng ma vũ là gì khổng lồ. Vậy con CV này nó cứ mơi mơi bạn ạ. Lừa vãi đái anh em ạ. À bạn ơi, tớ bảo là hai con kia này thì nó có bút tốc đánh hai lần không? Có chứ nhỉ? Tớ không thử bạn ơi. Bạn thử check đi. Mỗi một lần tung chiêu là nó sẽ tích một lần tốc đánh mà. Ma Vũ là cái quyền năng khổng lồ ấy anh em, quyền năng khổng lồ ấy. Tại vì bọn mình chơi từ mùa 1 nên là bọn mình quen đọc là Ma Vũ rồi. Có bạn ơi. Có. Nó khát nước lắm. Này cái gì ngon? Thế cái gì ngon cả. Ồ, chua gát ngon hơn. Quên. Thầy xin rượu được à? Giống xin vỉa lắm anh em ạ. Giống xin vỉa lắm đây này. Đùa đâu nhá. Đại bác vào tay này. Spammer CV à? Để này lấy CV này. Mơ Sivir rồi. Tình huống này thì Sivir cũng ngon cơ. Anh em cứ mồi tôi phải đánh thôi.
Wolf strikes. From the shadows. Đánh con gì thì cũng không đánh, không đôi kia là 3 trận này các bạn ạ. Cây le nhiều nhà chơi lắm rồi. Ui, bắt đánh cây le đó. Thành cái le rồi anh em ơi, đồ với tướng ra đẹp quá. Thôi thì theo ý trời thôi, 4-3 cái cung này thì chắc chả có bài nào ngon bằng cái le rồi. Anh em cảm giác 4 linh hồn nó bị thừa đúng không? Tại vì dàn tanh của mình đang mỏng quá anh em ạ. Có đồ gì xài đâu đấy em ơi, kháng ứng thì ngon hơn, thì sẽ khó bị counter hơn, nhưng mà thời điểm này thì xài bàn tay luôn được. Đấy, ví dụ kháng ứng thì anh em không sợ con Aatrox nó kéo về này anh em này. Cái trận này mà mình gặp mấy nhà Aatrox là hơi mệt đây này. Này gặp mấy nhà Aatrox là hơi mệt đấy anh em ạ. Tiếng biểu này mong
Mạnh. Tan vỡ. Đã cái này rồi à? Ngon đấy, trông bài ngon này. Ngon chưa? Mày lom dom bạn ơi. Giờ thêm một con Ire vào đây nữa. À thêm một con tiên phong vào đây nữa là ok nhá anh em nhá. Con lợn ấy. À bài này ok, mình thích đánh kiểu này hơn anh em ạ. Đánh hai thánh thần thôi. Mày có thằng này nó chưa có ta lông. Mày có ta lông nó hơi mệt ạ. Thôi sáng ai chưa đánh trước cái lay nào bạn ạ, đánh Caesar sợ anh em bảo tôi spam mơ. Thôi làm cái lay. Tifa không bằng béo. Lại Tifa, vô đi anh ơi. Ok em ơi. Lại hôm qua thua, hôm nay vẫn đa tiếp. Thua rồi đấy. Đã 22 lên Ken ơi. Ông Môn Ninh hôm qua thấy Trúc Trúc lên group bảo là off 2021 gì đấy Ken. Ừ, nhưng mà đi thì còn ai không mà 22. Rồi xuống dưới bằng béo ấy. Chém một cái lè của tôi luôn rồi. Thằng con Aegir nữa là ăn được nhà này nhá anh em nhá. Thôi lên cấp kiểm Aegir thôi. Aegir với kêu 2 này. Thằng là thay con bằng con Aegir cũng được. Còn tiên phong thì thay bằng Aegir cũng được. Có một kêu này. Có một kêu thôi anh em ạ. Nhà này chắc là sẽ lên 9. Dép bằng con Yasuo xong lên 9 xoay sang Samira anh em. Ba đồ này cho Samira này. Mày lên 9 hơi nghèo một tí nhưng mà à, lên 8 hơi nghèo một tí nhưng mà chắc là mình vẫn phải lên luôn thôi. Thẳng 9 luôn này. Đái thật. Ba đôi thông. Kêu 2 rồi. Ông mày lên ít tiền hơn mình mà ta. Mà ít tiền với nhiều tiền trong thằng này không quan trọng anh em ạ. Tiền với nhiều tiền cho này không quan trọng lắm. Kéo được con đây, kéo được con kéo được con cái này này. Ok.
kêu 2 lại thua kêu 1 cơ. Ê. Cái 2 còn thua cái 1 anh em ạ. Bốn đại sư ngon hơn đấy anh em nhá. Quá con kia nó không kéo con kêu anh em ạ. Tàn đồ ngon nha, tàn đồ ngon nha. Cho Saiya phụ đam cũng được nha anh em nhá. Ai cần biến thánh thần đâu, cho mấy ông đấy. Cho tôi cái giáp hồi sinh hoặc cái diệt đi. Diệt ngon. Diệt ngon, diệt ngon. Ôi, người lấy mất rồi. Lấy giáp hồi sinh. Rìa ngon hơn không ta? Cảm giác rôn đang ngon hơn đấy các bạn. Hai con rìa nó mới khó nghĩ này. Có một thằng ta lông thôi các bạn, một thằng ta lông thôi, mình nghĩ zone vẫn ngon hơn, kích được 4 đại sư, trừ giáp phòng phép mình đang thiếu đam. Ấy chốc á, ấy chốc ngon đấy, chốc ngon đấy. Thôi, bỏ qua đi. Như này á, con này chốc đang ok á. Bỏ đấy chốc ra là giống cút ạ. Tôi gặp thằng này thì cho con này cầm vào ngon hơn này. Bỏ tạm về chốc đi. Tại vì mình nhìn thấy có hai nhà có kháng rồi. Tạm về chốc đi. Ngày lên 9 nhưng mà đôn không ra gì à? Đen nhỉ. Đây kia đẩy ra ok này. Lên 1 nhưng mà đang cháy luôn. Hợp lý chưa? Nhà này cái lên 2 lại cút anh em thấy do mic hệ không? Đấy mặc dù nhà này có cái lên 2 nhá, nhưng mà mic kiểu mic thánh thần này yếu hơn hẳn luôn đấy anh em ạ. Bài này mình nghĩ không cần nhiều thánh thần, chỉ cần 2 thánh thần thôi. Đấy nếu mà cái lên 1 đấy nhá anh em ạ.
Ok. Nhà này chết là mình nghĩ luôn ra kêu 2 thôi. Đây rồi, nhà này ra Samina, may quá mình vừa gặp xong. Sao mình lại ủi nhà này 5 tiền, full 2 tiền hay sao rồi. Ôi trận này top 2 là ngon rồi anh em ơi. Nhà này thì không có cửa anh em nhé, nhà thất thủ thì không có cửa. À, chỉ có nhà 5 tiền thôi. Còn nhà này full 5 tiền hay sao, mình đang hơi khó nghĩ cách ăn ở nhà này. Ô, con đấy chốc lôi mình ra. Úi dồi ôi, con đấy chốc lôi mình ra này. Không để ý rồi, không để ý rồi, bị con đấy chốc lôi ra rồi. Nhà này có ấy chốc không? Này không có ai chốc. Nó có con ấy chốc lôi con kêu ra anh em. Mình không có kháng thì sẽ bị con ấy chốc counter. À, chắc thua nhà này đây, nhà này mạnh quá. Hên quá anh em, hên quá. Rùa rồi. Cảm ơn Lê Văn Thắng nhiều nhá, cảm ơn bạn nhiều nhá bạn ơi. Rùa chưa? Pele vừa là lè thì đây mấy anh dai ơi, mấy anh dai ơi. Chưa đẩy em ơi, chưa đẩy lẹ em ơi, đẩy con Samira ra. Hai con chết chưa ta? À một con chưa chết, không phải rào nữa anh em ạ. Cay thế nhờ. Phải nào nữa kìa, thắng 2 nào mà không chết kìa. Ui chết rồi, họ có thiện xạ rồi, nãy họ chưa có thiện xạ anh em ạ. Nãy chưa có thiện xạ ạ.
Từ nhá, giờ có chuyện xạo rồi nhá. Anh kia đẩy cái đi em. Ôi, có chuyện xạo bắt thua luôn. Nguyên sàn luôn đi các bạn. 4 máu. Đủ máu chết luôn, vừa đủ không máu luôn này. Ý, đấm 2 tơn mà không chết kìa. Cay chưa?